này cơ chứ? Ta muốn nghe chi tiết. Chuyện này kể ra thì rất dài. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nhà ông ngoại, vừa mới được Thượng Kinh Tô gia đưa về nhà vào 3 năm trước. Hóa ra là vậy, nguyên nhân cụ thể chi bằng chúng ta hôm khác rồi nói. Cô xem trời cũng sắp tối rồi, chi bằng tối mai đi. Tôi sao cũng được, mọi thứ Sở tiên sinh cứ quyết. Vậy thì tối mai địa điểm cũng quyết. Đây là thẻ chí tôn 7 sao của Thượng Kinh Tô gia chúng tôi. Trong nội bộ đại hạ chỉ có đúng một tấm thẻ này, có thể sai khiến bất kỳ ai, cùng với mọi tài nguyên của Tô gia chúng tôi cũng có thể có được quyền thừa kế tất cả sản nghiệp của chúng tôi. Vì thế nên khách sạn 7 sao đỉnh cấp nhất Hải Thành, Vân Hải Thịnh Đình cũng là một trong số sản nghiệp của Thượng Kinh Tô gia chúng tôi. Nếu như Sở tiên sinh không để tâm thì địa điểm tối mai chúng ta gặp nhau chính là ở đó. Nếu đã như vậy thì ta sẽ nhận được. Vậy tôi đi trước đây, tối mai gặp. Sở tiên sinh, tối mai gặp. Mục đích của vị tiểu thư Thượng Kinh Tô gia này đúng là một bí ẩn khó tìm mà. Lão già à, hy vọng ông không gây thêm rắc rối cho tôi. Tiểu tử à, lúc mà con xem được bức thư này, chắc là con cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ là độ đẹp trai ga lăng của ta cũng không truyền được một chút cho con rồi. Muốn tìm một cô con dâu ngực nở mông to, nhưng mà không được rồi. Có điều không sao, ta suy nghĩ kỹ lắm mới chọn được cô nha đầu này cho con. Định sẵn chuyện hôn sự lần này, cảm ơn ông nhá. Ta biết con xem xong nhất định sẽ muốn hủy bỏ chuyện hôn sự này, nhưng mà ta phải nói cho con biết, hôn sự này con không thể hủy. Không thể hủy sao? Thẩm tổng, muộn như vậy rồi, cô không định nghỉ ngơi sao? Không cần, nhưng mà cơ thể của cô sẽ chịu không nổi đâu. Không sao cả, buổi đấu thầu sắp tới rồi, ta phải nỗ lực để quyết định hướng phát triển cho công ty chúng ta, không thể chậm trễ được nữa. Đều tại tên phế vật Sở Thanh kia cả, nếu không phải hắn ta đại náo bữa tiệc thì chuyện sẽ không thành ra như vậy. Được rồi. Alo, xin chào. Cô nói gì? Tập đoàn Thẩm thị trúng thầu rồi sao? Thẩm tổng, là tập đoàn Thiên Hoành gọi đến sao? Đúng, chính là dự án Tân Thành đó. Họ nói chúng ta trúng thầu rồi. Thật sao? Thật là tập đoàn chúng ta trúng thầu rồi sao? Đó là dự án chục tỷ đó. Không sai, chính là dự án đó. Vậy tập đoàn chúng ta không phải là có thể dựa vào dự án này mà phất lên lại sao? Trước kia Sở Thanh đại náo bữa tiệc, tôi cứ nghĩ tập đoàn chúng ta bị hủy tư cách đấu thầu, nhưng cuối cùng vẫn trúng thầu. Thật không ngờ. Không sai, không cần biết tên Sở Thanh kia làm gì. Trong mắt của Thiên Hoành, cả cái Nam tỉnh này cũng chỉ có Thẩm tổng là có đủ năng lực để tiếp nhận dự án này. Nếu không thì tại sao chúng ta lại trúng thầu chứ? Thông báo xuống dưới, bắt đầu từ ngày mai, trên dưới công ty đều phải đầu tư hết vào dự án này. Đợi khi nào Thẩm tổng dựa vào dự án này mà trở thành người quyền lực ở Nam tỉnh, chắc là tên Sở Thanh kia sẽ bị đại tiểu thư bên Tô gia đá quá. Đến lúc đó, nói không chừng anh ta sẽ quay về, cầu xin cô cho quay trở lại. Nếu thật là như vậy chỉ làm tôi thêm ghét anh ta hơn thôi. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới có thể làm được mọi thứ. Sở Thanh, đạo lý này mãi mãi anh cũng sẽ không hiểu. Lão già bên Tần gia có ơn lớn đối với Sở gia chúng ta, cháu gái ông ấy cũng không hề đơn giản, cũng coi như là xứng với con. Vì thế ta với ông ấy mới lập hôn ước, dùng chiếc nhẫn năm xưa con để lại ở Sở gia để làm chứng. Quả nhiên lại gây thêm rắc rối cho ta rồi. Đi đi về về vẫn quay lại. Nhiều năm như vậy rồi, người vẫn không định chấp nhận chiếc nhẫn này sao? Không có ai có tư cách đeo nó bằng người cả. Ẩn giật 5 năm nay cũng đã tới lúc nên từ bỏ rồi. Lạc Hâm, chúc mừng điện chủ đăng vị. Chỉ là đeo cái nhẫn thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Điện chủ à, chiếc nhẫn long giới này chính là linh hồn của Long Điện. Từ lúc mà ngài chinh chiến bốn phương đánh tan quân địch thì toàn người trong Long Điện đều hy vọng người có thể đeo nó vào. Đến hôm nay Lạc Hâm tận mắt nhìn thấy cảnh này, thật sự có chút xúc động. Được được được, chuyện mà ta giao cho cô làm đến đâu rồi? Đã điều tra rõ ràng rồi. Vị đại tiểu thư Tô Chi Phi của Thượng Kinh Tô gia này là người thừa kế gia tộc 18 năm trước, là hậu nhân của một trong những mạch ngánh của Thượng Kinh Tô gia. Người đó tên là Tô Thịnh Bình, là con gái của tiểu thư Tần gia Giang Châu. Giang Châu Tần gia sao? Đúng, sau này Tô Thịnh Bình mất, đưa cô ấy lên làm chủ, nhưng lại bị sập đổ, bị Tô gia gạch tên. Tô Chi Phi và Tần Sinh Nguyễn lúc còn nhỏ bị Tô gia cho là mầm họa nên đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí đến Tần gia cũng bị liên lụy. Nỗi hận này đúng là không nhỏ mà. 3 năm trước, lúc mà Thượng Kinh Tô gia tranh giành quyền lực rất khốc liệt,
Sau khi đánh nhau không có nhà nào thắng cả, thế là Tô Chi Phi đang ở Tần gia, cuối cùng trở thành chính thống của Tô gia, vì thế cô ấy mới được mời về lại. Quyết định đại cuộc, ta thấy Tô gia có ý định liên hôn rồi. Cuộc chiến tranh đó khiến Tô gia mất đi cân bằng, vì vậy chỉ có liên hôn mới khiến họ ổn định trở lại. Chỉ là Tô Tiểu Thư dường như không hài lòng với đối tượng liên hôn của mình, vì thế cô ấy mới tìm tới ta. Dường như cô ấy không biết người có liên quan đến Long Điện, coi ngài như người bình thường. Dường như là đang nghĩ so với các thiếu gia của Thượng Kinh Tô gia thì một người bình thường càng dễ kiểm soát hơn. Không biết thân phận của ta à? Thú vị đó, người có đồng ý hôn ước này không? Tần lão có ơn với nhà ta. Hôn ước này lại dùng nhẫn long giới để làm chứng, nên giống như ông già ta nói, hôn ước này không thể hủy. Thôi vậy, coi như là giúp ông ấy giải quyết rắc rối và để trả nợ ân tình năm xưa của Tần gia. Tôi hiểu rồi. Sở Thanh à, muộn như vậy rồi, không làm phiền con nghỉ ngơi chứ? Thẩm lão gia, đúng là ta. Ngày mai Thẩm gia có bữa tiệc, trưa đó con đến Vân Hải Thịnh Đình cùng nhau dùng bữa nhé. Lâu rồi ta cũng chưa gặp con và Vũ Ninh nữa. Ngày mai con còn có chuyện. Ông, chuyện gì chứ? Có phải là Vũ Ninh không muốn con đi không? Con bé này càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Đợi mai nó đến, con xem ta dạy dỗ nó sao. Thật ra con và Vũ Ninh, hai bọn con đã. Được rồi Sở Thanh, con không cần nói giúp nó. Lão già này, biết con là người như thế nào. Ngày mai, con cứ yên tâm đến, ta làm chủ cho con. Coi như là nể mặt lão già này đi, cũng không còn sớm nữa. Ta tắt máy đây. Thẩm lão già à con, người vẫn muốn về Thẩm gia sao? 5 năm này Thẩm lão gia đối với ta rất tốt, coi như lần này đến để từ biệt. Lạc Hâm, thông báo cho Nhậm Thành Sâm chuẩn bị một phần quà, mai ta sẽ đem tới đó. Điện chủ, vì người đến bữa tiệc gia đình nên không cần phải làm lớn, vì thế tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho người một bình rượu Trần Miên. Rượu Trần Miên à? Không sai, bình rượu này do chính trấn thủ Thượng Kinh vào 5 năm trước đã đem về từ biên cương, được để khoảng 100 năm rồi, là vật phẩm quý hiếm, cả nước chỉ có một, là vật vô giá. 5 năm trước đem về từ biên cương, có tâm quá rồi. Điện chủ, tôi tiễn người. Không cần, ông về trước đi. Vâng. Sở Thanh, lâu quá không gặp. Đúng vậy, lâu quá không gặp, lâu lắm rồi. Giờ em đã là chủ quản bộ môn của Vạn Hằng Quốc tế rồi. Vạn Hằng Quốc tế à? Anh không biết à, đó là sản nghiệp của Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc đó. Là Lâm gia ở Nam tỉnh sao? Anh nghe qua Nam tỉnh Lâm gia à? Lần trước có gặp gia chủ của Lâm gia một lần, anh gặp rồi sao? Đúng, tối qua các gia tộc ở Nam tỉnh gặp nhau tại Hải Thành. Nhất định là anh đi theo chị em đến đó, rồi đứng ở xa xa nhìn thấy gia chủ Lâm gia đúng không? Sao hả, không khí ở buổi gặp mặt đó chắc quyền lực lắm nhỉ? Cái này thì không rõ nữa, ta chỉ nhớ là ông ta cầu xin ta tha cho ông ta con đường sống. Cũng không quyền lực lắm, lại bắt đầu nói khoác rồi. Lâm gia là gia tộc quyền lực lắm đó. Cho dù Thẩm gia chúng ta giờ chưa nổi tiếng gì, không thể so sánh được, người có thể nói chuyện với họ chắc cũng chỉ có mỗi chị em thôi. Bỏ đi vậy, không nói mấy cái này nữa. Nghe nói tình cảm gần đây giữa anh và chị em không được tốt lắm. Anh và chị em, thật ra anh không cần phải giải thích thay chị ấy đâu, em biết hết rồi. Năm đó Thẩm gia vì quyết định sai lầm của chị ấy nên mới trong một đêm mà bị phá sản. Từ đó về sau, chị ấy trở nên lạnh lùng, anh cũng bỏ cả việc, bắt đầu chăm sóc chị ấy. Vậy mà bị chị ấy nói là không có chí tiến thủ, không chăm chỉ làm việc. Em cũng muốn tìm một người dịu dàng ấm áp, người có thể chăm sóc em được như vậy. Nhưng mà em không thể nào tìm ra được luôn á. Hay là anh ly hôn với chị em đi, sau đó làm chồng em. Sao hả? Anh nhìn đi mà. Nói sao đi nữa thì bây giờ em cũng là quản lý của Vạn Hằng Quốc tế đó nhá. Tiền lương ấy đủ để nuôi sống hai chúng ta. Em cũng dịu dàng nữa, nhất định sẽ không ghét bỏ anh đâu. Còn thân hình thì nếu so với chị em đúng là tệ hơn xíu, nhưng mà em vẫn còn nhỏ, sau này còn lớn được. Đừng quậy nữa, anh không muốn ly hôn cũng được thôi. Như vậy đi, dù sao thì chị em cũng không hay ở nhà, anh thường xuyên đến thăm em. Sao hả? Em hứa sẽ không nói lại với chị ấy. Em chỉ đùa anh thôi mà, anh đừng có căng thẳng. Nhìn bộ dạng anh kia, nếu như chị em còn nói mấy câu tổn thương anh thì anh cứ đến Vân Hải Thịnh Đình tìm em sẽ bảo vệ anh. Cảm ơn.
Chị Nguyệt, vị này là anh ấy à? Là người bạn rất tốt của em. Hóa ra là bạn tốt của chị Nguyệt à? À, tôi tên Triệu Minh Viễn, là giám đốc hành chính của Từ Gia ở Nam Tỉnh. Xin chào, Sở Thanh. À, không biết Sở Huynh đang làm việc ở đâu? Công việc à? Tạm thời không có, không có công việc à? Vậy Sở Huynh đến Vân Hải Thịnh Đình để ăn cơm sao? Đúng thế. Thật ngại quá, Vân Hải Thịnh Đình này là khách sạn 7 sao duy nhất ở Hải Thành. Tôi thấy Sở Huynh ăn mặc đơn sơ thế này đến đây, tôi cứ nghĩ là đến xin làm nhân viên vệ sinh cơ. Thất lễ rồi. Triệu Minh Viễn, anh nói cái gì thế? Đùa thôi mà. Có điều tôi phải nhắc nhở anh, Sở tiên sinh đúng không? Tới chỗ nào thì nên mặc quần áo hợp với chỗ đó, để khỏi phải mất mặt. Tôi ấy chảy à? Ai ra, thật ngại quá, ngại quá. Sở tiên sinh vẫn chưa tìm ra việc đúng không? Vậy thì ăn mặc đơn sơ thế này cũng được rồi. Là tôi nhiều chuyện quá, xin lỗi xin lỗi. Nể mặt anh là bạn tốt của Trinh Nguyệt, tôi cho anh một cơ hội. Nếu như muốn tìm việc, có thể đến tập đoàn Đằng Viễn tìm tôi. Với thân phận của tôi, chắc sẽ tìm được một công việc dọn vệ sinh, đủ để anh sống qua ngày đó. Triệu Minh Viễn, không sao, ta có thể đến đó làm nhân viên vệ sinh. Nhưng mà ngươi phải hỏi Từ Thành Huy, ông ta có cái gan đó không đã? Ngươi dám bất kính với Từ Tổng à? Đó là chủ tịch của tập đoàn Đằng Viễn đó, là một trong ba gia tộc lớn ở Nam Tỉnh. Không sao, chắc là ngươi vẫn chưa rõ. Nhưng mà không sao, ta có thể nói với ngươi, Từ Thành Huy đứng trước mặt ta cũng phải quỳ xuống đó. Câu này mà ngươi cũng dám nói ra, ngươi có biết câu mà ngươi nói lúc nãy mà truyền tới tai của Từ Tổng, ngươi sẽ có kết cục gì không? Kết cục gì thế? Không lẽ ông ta lại tiện đường sống của ta à? Ngươi xứng à? Từ Tổng chỉ cần một câu nói là lấy mạng ngươi được đó. Ta khuyên ngươi vẫn nên biết thân biết phận thì hơn. Từ Thành Huy giờ ông ta cũng khó mà giữ cái thân được, làm gì còn cái uy phong đó chứ. Tiểu tử, ngươi đang muốn nếm thử hậu quả của việc đắc tội với Từ Tổng có đúng không? Được rồi Triệu Minh Viễn, Sở Thanh là bạn tôi, anh chứ muốn nhắm vào anh ấy thế à? Chi Nguyệt, là hắn ta bất kính với Từ Tổng trước, anh chỉ muốn cảnh cáo hắn ta mà thôi. Anh cũng đâu có ý xấu, cũng chả muốn tính toán với lại người này. Nể mặt ngươi là bạn của Chi Nguyệt, ta nói cho ngươi một câu, có một vài câu ngươi không thể nói bậy được. Nếu như gây ra họa thì ngươi chết cũng không biết vì sao đó. Vậy thì ta muốn thử xem. Được rồi, đừng nói nữa. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Đằng Viễn. Anh với anh ta ở đây làm lớn chuyện lên, đến lúc đó chị em mà biết được, lại trách anh đó. Hắn ta đang đeo bám em không thích hắn đúng không? Đúng vậy, vậy mà anh cũng phát hiện ra. Anh có thể giúp em giải quyết rắc rối này. Không cần đâu, em không muốn anh vì em mà gặp rắc rối. Không cần lo lắng, hắn ta không thể gây thêm được rắc rối gì cho anh đâu. Vậy cũng không được, nhưng mà anh... Được rồi, đừng có nói nữa. Chuyện này cứ cho qua vậy đi. Nếu không em sẽ giận anh đó. Em giận anh. Được, được, ok nhá. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Tiệc gia đình à, Chi Nguyệt, em định đưa hắn ta tham gia tiệc gia đình sao? Có vấn đề gì à? Chi Nguyệt à, em ngon lắm. Người có tư cách đi với em phải là người có sự nghiệp thành công như anh, chứ không phải loại người không có một xu dính túi như hắn. Vậy mà em lại muốn đưa hắn đến tham gia bữa tiệc gặp bố mẹ em sao? Triệu Minh Viễn, tôi đi cùng ai thì liên quan gì đến anh? Cho dù Sở Thanh không có gì trong tay, tôi cũng đồng ý đi cùng anh ấy đấy. Chúng ta đi. Lời của Triệu Minh Viễn, anh đừng có để tâm nhé. Lại người như hắn, dựa vào mình có chút địa vị nên ra vẻ lắm, nhưng trong lòng em, cho dù hắn ta có là ai thì cũng thua xa anh. Được, anh sẽ không để bụng đâu. Đi thôi. Đây chả phải Thẩm Chi Nguyệt sao? Sao mới mấy ngày không gặp đã đi cùng với loại người nghèo rách này thế hả? Sao cô lại ở đây? Tôi ở đây đương nhiên là cùng bạn trai tôi đến để bàn chuyện làm ăn rồi. Còn cô ấy, không phải cô được vào trong công ty làm rồi sao? Tại sao lại nhìn giống như chết đói thế hả? Đến loại người như hắn ta mà cũng đưa vào Vân Hải Thịnh Đình được sao? Sở Thanh, anh đừng kích động. Cô ta là đại tiểu thư của Lâm gia, là thiên kim của Vân Hải Thịnh Đình. Bạn trai của cô ta cũng không phải người tầm thường. Chúng ta không nên động vào đâu. Nói thầm cái gì thế? Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi. Nên im lặng chứ gì. Bảo bối à, sao em có thể ở trước nơi công cộng thế này mà nói thẳng ra như thế chứ? Như vậy thì cô ta mất mặt lắm đó. Thẩm Chi Nguyệt, tôi cứ tưởng cô kiêu ngạo lắm cơ, đến cuối cùng vẫn là bộ dạng thiện nhân thê thảm thế này. Con gái của Lâm Chấn Vũ đúng không? Lo cho cái miệng của cô đi. Sở Thanh, sao anh lại ra tay chứ? Mồm thối quá, bảo cô ta ngậm bớt lại. Tên khốn này ăn gan hùm à, dám đánh ta. Tiểu tử, dám động vào người con gái của ta, ngươi chán sống rồi à? Anh ấy không cố ý đâu. Không cố ý à? Thẩm Chi Nguyệt, cô có biết cô đang nói cái gì không? Hắn ta không cố ý, không lẽ là tự ta đưa mặt qua cho hắn đánh à?
không lẽ sai sao? Ngươi, tiểu tử, giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ trước mặt cô ấy, thì ta sẽ phế một cánh tay của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Còn về cô ta, cũng coi như là có chút nhan sắc. Chỉ cần ngủ với ta một đêm, ta có thể không tính toán nữa. Được vậy giờ ta cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội, tự phế hai chân rồi xin lỗi Chi Nguyệt. Tên khốn kiếp này, ngươi có biết bọn ta là ai không? Còn cho ta một cơ hội, ai cho ngươi cái dũng khí đó hả? Tha cho rồi mà không cần đúng không? Được rồi Sở Thanh, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đấu không lại bọn họ đâu. Cho dù chị em có đến, cũng chỉ có thể cúi đầu với họ. Đừng sợ, hôm nay có anh ở đây, bọn chúng không làm gì được cả. Được được, ngươi có gan đó, vậy thì ta cho ngươi tại nguyện, để ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Đợi đã, theo ta thấy, chuyện này coi như bỏ qua đi. Bỏ qua à, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, có cần phải làm lớn lên vậy không? Nể mặt tôi chút đi, nể mặt ngươi à? Không sai, vì Thẩm tiểu thư đây là bạn của tôi, lời mà cô ấy nói lúc nãy cũng không có gì quá đáng. Vì thế nể mặt tôi đi, đừng làm khó cô ấy nữa. Còn về hắn ta, chỉ cần ngươi chịu xin lỗi, rồi cầu xin ta cứu ngươi, thì ta còn suy nghĩ mà giải vây cho. Sao hả, ngươi mà xứng sao?